Xin chào quý anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios ở điểm tháng 8 năm 2023 này tại thị trường Bắc Ninh, lăn bánh xem và các chương trình ưu đãi hiện tại xem có những gì. Thì Toyota Vios thì được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản. Và bản đầu tiên là phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản 1.5G CVT, phiên bản thứ hai là phiên bản 1.5E CVT, phiên bản thứ ba là phiên bản 1.5E MT. Và ở thời điểm tháng 8 năm 2023 này thì nó có một cái đặc điểm là nó một nửa tháng 8 thì nằm ở tháng 6 âm, còn một nửa sau là tháng 7 âm, hay còn gọi là tháng ngâu. Thì nhiều anh chị quan niệm là không muốn lấy xe tháng 7 ngâu, thì em hiện tại thì vẫn đang còn xe để giao cho anh chị trước ngâu. Và ngoài ra thì nếu anh chị muốn ký xe ở tháng 7 này và đợi sang tháng 8 dương này và đợi sang tháng 9 nhận xe vẫn ok. Bên em vẫn có những cái phương án để hỗ trợ cho anh chị sao có chiếc xe nó phù hợp nhất. Thì sau đây em xin phép là báo giá của từng phiên bản đến anh chị. Phiên bản đầu tiên là phiên bản 1.5G thì có giá niêm yết là 592 triệu, và ở thời điểm hiện tại thì lăn bánh ở thị trường Bắc Ninh nó sẽ chỉ rơi vào khoảng 607 triệu lăn bánh, và trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em số tiền là 128 triệu và số tiền đã bao gồm đầy đủ phụ kiện cũng như là bảo hiểm thân vỏ. Phiên bản thứ hai, phiên bản 1.5E CVT thì có giá niêm yết là 528 triệu và ở thời điểm hiện tại lăn bánh Bắc Ninh sẽ rơi vào khoảng 541 triệu và trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 115 triệu cũng đầy đủ hết phụ kiện và bảo hiểm thân vỏ 1 năm. Phiên bản thứ ba, phiên bản số sàn duy nhất thì có giá niêm yết là 479 triệu và thời điểm hiện tại lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 494 triệu và trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 105 triệu thôi. Là nhỉnh 100 là anh chị có thể mang một chiếc xe mới về Toyota Vios, một chiếc xe quốc dân. Và vừa rồi thì em đã thông báo cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios thời điểm tháng 8 năm 2023 này. Thì anh chị nào cần báo giá chi tiết hơn cũng như là về bảng trả góp thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Thì trong video này em xin phép phần sau sẽ giới thiệu cho anh chị sơ bộ hơn về chiếc xe Toyota Vios. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản 1.5G, thì ngoại thất của ba phiên bản nó gần như là tương đồng, không có nhiều điểm khác biệt. Thứ nhất là ở cái phần đầu xe thì đều được dùng ngôn ngữ như thế này. Tuy nhiên là ở chỉ có bản G thì được mạ chrome ở cái đường bên dưới thôi, còn lại hai phiên bản trên kia sẽ là mạ nhám. Ngoài ra thì ở phần logo trên phiên bản 1.5G sẽ có dạng 3D để phụ trách cái chức năng là Toyota Safety Sense. Cụm đèn thì cụm đèn cả ba phiên bản đều được sử dụng là cụm đèn full LED có bi projector. Ở phần thân xe thì cả ba phiên bản đều được trang bị là la răng 6 chấu dạng phay xước. Gương thì đều có cục điện chỉnh điện, và cái tay nắm cửa thì duy nhất ở phiên bản 1.5G thì có cái mạ chrome. Phần đuôi xe thì không có nhiều khác biệt so với các phiên bản cũng như là từ đời trước đến đời này. Tuy nhiên là ở phần này thì cái cản sau đã được vuốt lại, ở một chi tiết vuốt lại ở đây, cũng như là có trang bị thêm mới cản nhám ở đây nữa. Màn hình cam lùi, cảm biến thì đều được trang bị trên cả ba phiên bản. Tuy nhiên ở phiên bản G sẽ được trang bị cả cảm biến trước và sau. Ở phần nội thất thì cũng có một thay đổi gần đây là phiên bản G và phiên bản E CVT đã được thay đổi là nội thất đen. Và đây là nội thất của phiên bản 1.5G, được trang bị khá nhiều option. Cảnh báo tiên va chạm này, cảnh báo lệch làn. Ngoài ra thì có cả lấy chuyển số trên vô lăng. Màn hình dạng nổi rất là lớn, điều hòa auto. Còn cái tần số thì vẫn được trang bị như vậy. Tuy nhiên là cái chất lượng ghế của phiên bản 1.5G được đánh giá là chất lượng ghế cao nhất. Da rất là mềm, da đục lỗ ngồi rất là thoáng. Và ngoài ra thì được trang bị thêm là những cái họa tiết khâu hình khâu thể thao này, màu đen chỉ vàng, rất là giống ghế của Camry luôn. Camry cũng như Atit. Đây là hàng ghế thứ hai anh chị ạ. Kích thước xe thì không có sự thay đổi đáng kể, nhưng mà cái khoang người ngồi thì vẫn rất là rộng rãi. Trần xe với cả ghế xe như bản Taplo, Tapli thì đều được là sử dụng màu đen, trần xe thì là màu xám. Vừa rồi thì em đã thông báo cho anh chị về cái giá bán của thời điểm
hiện tại thì đến tháng 8 năm 2023 cho dòng xe Toyota Vios. Thì anh chị nào cần thêm thông tin gì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em vui lòng hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.